triệu chứng suy thận phát triển theo thời gian. Nếu tổn thương thận tiến triển chậm, vì thận có khả năng bù trừ rất tốt nên ở giai đoạn đầu bệnh thường không có triệu chứng. Đến khi xuất hiện triệu chứng thì bệnh đã ở giai đoạn cuối quá trễ. Suy thận mạn là quá trình tiến triển không phục hồi chức năng thận. Nếu không chữa trị, thận cuối cùng có thể ngừng hoạt động hoàn toàn, mất chức năng thận và gây ra tử vong. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi, ớn lạnh, rối loạn giấc ngủ, thay đổi khi đi tiểu, tiểu nhiều vào ban đêm, nước tiểu có bọt, tiểu nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường, giảm sút tinh thần, hoa mắt, chóng mặt, co giật cơ bắp và chuột rút, nấc, phù tay, chân, mặt, cổ, ngứa dai dẳng, đau ngực nếu có tràn dịch màng tim, khó thở nếu có phù phổi, tăng huyết áp khó kiểm soát, hơi thở có mùi hôi, đau hông, lưng. Bệnh cần phát hiện sớm để chữa trị kịp thời. Bà con mình nên tìm hiểu thêm về cỏ mực trị suy thận và điều chỉnh chế độ ăn uống. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.